Indonesia sắp có được kỷ lục của đội tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Nếu Indonesia giành chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ tư vòng loại thứ ba World Cup 2026, đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ cán cột mốc ấn tượng. Đội tuyển Indonesia là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á giành vé vào chơi ở vòng loại thứ ba World Cup 2026. Trước đó, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đã làm được điều này ở các kỳ 2022 và 2018. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018, Thái Lan thi đấu không thành công. Voi chiến ấy chỉ giành được 2 điểm 10 trận đấu. Đội bóng này chỉ có được 2 trận hòa, ghi được 6 bàn thắng, để lọt lưới tới 24 bàn. Trong khi đó, tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo giành được 4 điểm. Đó là chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc và trận hòa trước đội tuyển Nhật Bản. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ghi được 8 bàn thắng và để thủng lưới 19 bàn. Thành tích của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo là tốt nhất của các đại diện Đông Nam Á tại vòng loại thứ 3 World Cup. Tuy nhiên, kỷ lục này có thể sẽ bị Indonesia vượt qua tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Hiện tại, sau 3 trận đấu, Indonesia đã có 3 điểm với 3 trận hòa trước Saudi Arabia, Australia và Bahrain. Nếu như hòa Trung Quốc ở lượt trận thứ tư, Indonesia sẽ sang bằng điểm số với Việt Nam. Trong trường hợp thắng trận, Indonesia sẽ xô đổ kỷ lục của những ngôi sao vàng. Cơ hội để Indonesia vượt qua Việt Nam là rất sáng, bởi họ đang có dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Ngoài ra, phong độ hiện tại của Trung Quốc cũng rất tệ khi chưa có được điểm nào tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Trên thực tế, World Cup 2026 lần đầu tiên nâng số lượng đội tham dự từ 32 lên 48, nhờ đó vòng loại thứ 3 khu vực châu Á có 18 suất thay vì 12 suất như các vòng loại trước đó. Do đó, Indonesia sẽ gặp thuận lợi hơn Việt Nam và Thái Lan trong việc giành điểm số. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.